Hơn một tháng trước, chị Hận nhận được cú điện thoại. Người bên kia tự xưng là cán bộ thanh tra của chi cục thú y, đề nghị chị mua một bộ tài liệu để bổ sung vào hồ sơ với giá 950.000 đồng. Tài liệu này sẽ được chuyển qua đường bưu điện và trả tiền sau khi nhận hàng hoặc chuyển khoản. Giọng người Bắc, rồi cũng như nói là nếu mà chị không thực hiện cái này thì sẽ có một đợt kiểm tra đi, nếu mà chị không lo hoàn thành thì người ta sẽ kiểm tra rồi mình vi phạm nặng. Với thủ đoạn này, đã có trên 100 cơ sở doanh nghiệp kinh doanh thuốc thú y ở Cà Mau bị lừa đảo. Không chỉ các cơ sở lớn mà các đại lý nhỏ ở vùng nông thôn cũng là mục tiêu của bọn lừa đảo. Uống cà phê chung với những anh đại lý khác ở khu vực này thì mấy anh em đó đều có những cái cuộc gọi giống như em, và hầu như là gần như đại lý nào cũng có hết. Theo chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Cà Mau, không có việc cán bộ thanh tra của chi cục bán tài liệu cho doanh nghiệp. Đây là hình thức mạo danh cán bộ đơn vị để lừa đảo. Chúng tôi tuyên truyền bằng cách mở lớp tập huấn hoặc là đi phát tài liệu miễn phí, không có việc mà bán tài liệu ở đây. Do đó khuyến cáo với tất cả các đại lý, nếu có trường hợp giả danh tiếp tục hoặc là những trường hợp khác thì chúng ta hết sức cảnh giác. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Cà Mau tiến hành làm rõ. Các cơ sở kinh doanh cũng cần cảnh giác, thận trọng với những cuộc điện thoại từ người lạ để tránh thiệt hại không đáng.